Đây nha, giới thiệu với mọi người nha. Đây là cái ruộng khoai môn Thái Lan. Mình vừa trồng cách đây vừa 4 tháng. Đấy, hôm đấy là lấy giống tại ở Nam Sách, Hải Dương. Đây này, rất cao không? Đấy, ngập đầu người đấy. 5 tháng mà đã cho ra ngó rất nhiều, hiện nay đã có con giống rồi. Ngó thì mọc chằng chịt, giống cũng mọc chằng chịt. Đấy, coi như thế này, chia sẻ cho các bạn xem này. Cái ruộng như này, đây là cái cây chính này, đấy cây chính ở đây. Rồi bây giờ nó lớn như thế này, đấy, bây giờ nó mọc xung quanh của nó ra đến 6-7 cái cây con đấy. Mà mỗi một cây này là hiện nay là trên thị trường là một con giống là mùa 2.000 cho đến 2.500 đồng mà mình không có bán. Đấy, đang tiếp tục là nhân rộng ra này. Năm nay thuê thêm là một HA nữa để trồng thêm phục vụ bà con. Mục đích cây này thì cây khoai ngó này, là cây khoai Thái này, là chỉ chủ yếu là lấy ngó là chính thôi. Đặc điểm của khoai này là nó không ngứa, ăn không ngứa, nhưng mà trồng thì nó rất phù hợp với cái khí hậu của Việt Nam. Mà phát triển còn tốt hơn các loại khoai thường của mình. Đấy, cho năng suất rất cao. Đấy. Đây là một cái con này, nhổ lên này, cái này chuẩn bị mang đi trồng ra ruộng mới này. Đây. Con này là chuẩn bị mang đi ra ruộng mới. Đây là cái ngó của nó. Ngó này dài khoảng 50 phân rồi. Đây. Hiện nay giá ngó trên thị trường là từ 15 đến 20 nghìn đồng một cân. Mà không có mà bán. Không lấy được ngó. Đấy, cao ngập đầu người đấy, cây đấy, chưa? Con ngó nó phát triển rất mạnh như này. Đấy, ngó to thế này cơ mà. Cái này nó chỉ khoảng độ 6 cái ngó này, 6 đến 7 cái thì được 1 kg. Mình nghe chưa? Đây là ngó to đấy. Còn ngó bé là khoảng độ 10 đến 12 cái. 10 12 ngó mới được 1 kg. Đấy. Đây toàn cảnh cái ruộng vườn. Đây là bên này là ruộng lúa này. Bà con vẫn trồng lúa bình thường, nhưng nhà mình là mình đây là ruộng này là mình thuê lại của bà con. Bà con không muốn trồng lúa nữa, bởi vì trồng lúa năng suất là rất thấp mà không hiệu quả kinh tế, cho nên là bà con để đi là bỏ đi làm thuê hay là đi làm gì đấy, không muốn làm lúa, làm lúa không có lãi. Thế thì mình trồng cái khoai này này. Đấy, một là nhằm phục vụ cái ao để nuôi ốc bờ bên kia đấy, cái ao bờ bên kia là ao nuôi ốc. Ốc nhồi.
Đầu tiên mình tính là nuôi để lấy lá này cho ốc ăn thôi, nhưng mà không ngờ lại ngon. Cái khoai này ăn rất ngon mà lại hiệu quả kinh tế, mà ốc này rất ăn, cũng rất thích ăn cái loại lá khoai này. Đấy, tới đây mình trồng mấy cái mảnh ruộng ngoài kia là mình thuê tiếp để mình trồng cái loại khoai này. Đấy, bây giờ giống rất nhiều rồi, thoải mái giống rồi. Giống này phải bây giờ phải trồng được khoảng độ 2 ha nữa, nhưng mà mình mới thuê được 1 ha thôi. Đây nhiều cỏ lắm, không làm cỏ được đâu, vì làm cỏ xuống thì nó đạp phải ngó của nó, ngó của nó mọc chằng chịt ở dưới đất ấy, dưới bùn ấy, không thể nào nhìn thấy được, là toàn giẫm vào nó thôi. Nên tốt nhất là không lội vào làm cỏ làm gì, để nó phát bón phân vào cho nó lớn lên, sau nó cỏ tự chết thế thôi, cỏ này sẽ tự chết đi. Ví dụ như ở bên này này, đấy cỏ tự chết đi đấy, có cỏ tự chết đi thần như cái chỗ đen đen đấy đúng không? Đấy. Hay nhỉ. Đấy cái chỗ này, cái chỗ cây cỏ mà đen đen ở dưới kia là cỏ tự chết. Nhiều thế. Cây này mới sướng nhỉ. Cái này như kiểu là nó bị cớm hay thế nào ấy nhỉ, mà nó lại cứ mọc lên đây. Hai cái ngón to đi đấy. Hôm nay mệt lắm rồi, không quay nữa. Này hơi ốm.